Đối với xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần thứ nhì trong 9 tháng và Tổng thống Trump cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis có thể ra đi uh, sau cuộc bầu cử uh, năm nay và Đại công ty bán lẻ Sears khai phá sản Chapter 11 đóng gần 150 tiệm. Thưa quý vị, tin của Quốc phòng cho biết sáng ngày hôm nay 15 tây tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis của Mỹ sẽ rời Hoa Kỳ lên đường đi thăm Việt Nam. Theo dự trù ông sẽ đến Sài Gòn trước Sau đó đến Biên Hòa Tức là sân bay Biên Hòa trước đây là cái, một cái sân bay quân sự rất lớn ở đó Để mà thị sát vấn đề tẩy chất độc dioxin Và sau đó là sang ngày 17 ông sẽ bay ra Hà Nội gặp ông Ngô Xuân Lịch Là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Để bàn về hợp tác song phương Mà nhiều người cho rằng có lẽ là bàn chuyện bán vũ khí Cũng như những việc khác và như vậy đây sẽ là lần thứ nhì ông James thăm Việt Nam trong vòng 9 tháng của năm nay. Vì tháng riêng năm nay, ông cũng đã đến Việt Nam theo lời mời của Ngô Xuân Lịch. Và ông có thăm chùa Trấn Quốc để, và sau đó thì chuẩn bị cho cái chuyến thăm Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson vào tháng 3. Và như vậy là lần này là ông trên um, James gặp Ngô Xuân Lịch tới tổng cộng là 4 lần. Lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017 khi ông Ngô Xuân Lịch qua ngũ giác đài gặp ông James Mathis họp song phương. Sau đó thì tháng Giêng, hai người gặp nhau tại Hà Nội Và rồi tháng 6 năm nay, hai người gặp nhau bên lề hội nghị Shangri-La, Singapore Và bây giờ ông ông James Mathis lại qua Hà Nội gặp ông Lịch nữa ờ, Về chương trình ở tại um, Biên Hòa thì thưa quý vị chúng ta biết là đây là cái phi trường mà nơi ngày xưa được cho biết là quân Mỹ để cái chất độc dioxin ở đó Thì đây là cái chương trình mà tẩy sạch cái chất dioxin ở sân bay Biên Hòa do Tổng thống Barack Obama thông báo năm 2016 À, tập trung đầu tiên là phía trường Đà Nẵng, sau đó phía trường Biên Hòa Thì phía trường Đà Nẵng đã xong rồi Năm ngoái năm 2017, trước một ngày trước khi tổng thống Donald Trump Đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC Thì phía bên bộ quốc phòng Mỹ và bộ phòng Việt Nam Đã có cái buổi lễ ở tại sân bay Đà Nẵng à, Xác nhận là có giá đã tẩy uh, xong cái chất dioxin Thì kỳ này là tẩy sạch cái chất dioxin ở tại Biên Hòa Ngoài ra thì... Uh, Ông Jemathít đến vào thời điểm này ngoài cái chuyện mà buôn bán vũ khí còn có cái chuyện đó là Việt Nam tham gửi người tham dự vào lực lượng gìn uh, giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc chúng ta biết là hồi tuần trước Việt Nam đã gửi 63 binh sĩ uh, đi qua binh sĩ và sĩ quan đi qua bên Nam Sudan để mà làm công tác gọi là um, uh, hỗ trợ Liên Hợp Quốc và cũng liên quan đến chuyện này thì chắc quý vị còn nhớ hồi tháng 7 năm nay là ông Đại tướng Đỗ Ba Tị ông này trước đây là tổng tham mưu trưởng quân đội cộng sản Việt Nam và hiện nay đang là phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đến ngũ nhắc đài thảo luận cái chuyện mua vũ khí à, và cái chuyện thảo luận mua khí này nó xảy ra là bởi năm 2016 khi tổng thống Barack Obama đến Hà Nội và tuyên bố Mỹ bỏ hủy bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì uh, chuyến đi của ông James Mattis này thì uh, theo Bộ Quốc phòng cho biết là khi ông đến Singapore họp hội nghị uh, các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN thì ông cũng sẽ hội đàm với một số quốc gia ở đây trong vùng uh, hội đàm Tây Đôi hội đàm Tây Ba cũng có luôn. Và chuyến đi của ông James đến Việt Nam kỳ này thì được người ta chú ý là bởi vì trong cái bối cảnh à, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang căng thẳng, đặc biệt vấn đề cuộc chiến thương mại, đặc biệt vấn đề Biển Đông, cũng như là Mỹ tố cáo Trung Quốc xía bầu cử, cũng như là ăn cắp những kỹ thuật à, của của, của Mỹ. Và cái chuyện mới nhất là cái chuyện mà cái tàu đi cắt tớt đó, à, của, của, của Mỹ đó, đã đi vào cái đảo, vùng đảo nhân tạo Gaven và đảo Gakma, ở trong quần đảo Trường Sa cách đây đội chừng 2 tuần và Trung Quốc đã cho một cái tàu ra đến gần khoảng là 45 thước uh, gần cái tàu của Mỹ rất là nguy hiểm và tàu Mỹ đã né được thì uh, đây là cái chuyện mà căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc và rồi Mỹ lại đi đến Việt Nam thì không biết là có phải Mỹ có cái chiêu bài gì hay là con bài trong này không một số người cho rằng là uh, Mỹ đang gọi là tấn công Trung Quốc để mà dẹp tan Trung Quốc cũng như ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đặc biệt qua cuộc chiến thương mại và một số người hy vọng là Mỹ sẽ đánh tan được Trung Quốc trong trận chiến này khi Trung Quốc chết thì Việt Nam cũng chết theo luôn Nhưng mà cũng một số người lại bảo là Hình như là Mỹ đánh Trung Quốc nhưng mà lại hỗ trợ Việt Nam chăng Bởi vì thưa quý vị ở Ông Jim Mattis như vậy là đến Việt Nam như vậy là hai lần Trong vòng 9 tháng Rồi chưa kể hồi tháng 7 khi ông Mike Pompeo ngoại trưởng của Mỹ Cũng trên đường từ Bắc Hàn, Nam Hàn về Cũng ghé Việt Nam luôn Và riêng cái chuyện mà Dio xin là từ năm 95 tới giờ Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 105 triệu đô la Rồi chưa kể là Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cái tàu lớp Hamilton của tuần duyên Mỹ Mà tàu cũ rồi tuy tàu cũ mà đối với Việt Nam là còn ngon lắm Bây giờ cái tàu này là tàu lớn nhất của Việt Nam Và cũng trong thời gian qua Mỹ cũng cung cấp Dự trù cung cấp cho Việt Nam tổng cộng là 24 cái xuồng mà cao tốc uh, Để mà cho tuần duyên của cảnh sát biển Việt Nam hoạt động Cho này thì họ đã giao được 18 chiếc được Còn 6 chiếc là họ sẽ có thể giao trong năm nay Thì đó là cái quan hệ uh, quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ tự nhiên nó tăng lên giới sợ cho người Mỹ lại chống Trung Quốc thì cái đó là có hai cái giả thiết một đó là có thể là chống Trung Quốc để mà Trung Quốc sập và Việt Nam sập luôn một cái giả thiết thứ hai là chống Trung Quốc thì mà không chống Việt Nam thì cũng liên quan đến ông James Mattis thưa quý vị thì tối ngày hôm qua đó là chủ nhật đó 14 tháng 10 trên chương trình 60 minutes của đài CBS tổng thống Donald Trump có nhắc đến trường hợp ông James Mattis và ông tổng thống cho biết là ông James Mattis có thể ra đi bất kỳ lúc nào mà có thể là sau cuộc bầu cử thì khi được hỏi về ông này đó thì Tổng thống Trump bảo tôi với ông này thì nói chung là không có vấn đề gì cả Chúng tôi là tốt đẹp, quan hệ tốt đẹp Tuy nhiên ông này hình như có khuynh hướng dân chủ <laughs> Và ông có thể ra đi bất kỳ lúc nào, cái chuyện người ra đi, đến và đi là chuyện rất bình thường của Washington DC Đó, đó là Tổng thống nói như thế Nhưng mà cái tin này đó, nó, 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 cái chuyện này xảy ra vào thời điểm là tờ New York Times đó Có tường thuật cho biết là quan hệ giữa ông và Tổng thống Donald Trump rất là tệ, tệ đến độ mà không thể hàn gắn được và nếu chúng ta còn nhớ là ký giả Bob Woodward của tờ Washington Post Cái người mà từng uh, tiết lộ cái vụ Watergate cách đây hơn 50 năm đó Thì trong cái cuốn sách của ông nó mới đây đó Thì ông có nói cái chuyện là Ông Yematis từng một lần nói là Tổng thống Trump là cái người trong trình độ chỉ có lớp 5 thôi thì, thì sau đó thì mọi người bác bỏ chuyện đó à, ông Ông Yematis bác bỏ nhưng mà Ông Bob Woodward bảo là tôi không bác bỏ bởi tôi nghe nhiều người nói như thế Thì ông có phải vì cái chuyện đó mà Tổng thống Trump bực mình ông này hay không nhưng mà cái chuyện các giới chức trong chính quyền Donald Trump ra đi thì chuyện rất bình thường. Chúng ta thấy cái người mới nhất đó là bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Thì bà cũng tuyên bố là hết năm nay bà cũng nghỉ. Rồi trước đó ta thấy là những người khác mà ngoài ông James Mattis đã có thể là ông Jeff Johnson, bộ trưởng tư pháp cũng ra đi sau cuộc bầu cử đó, đó tổng thống Trump cũng nói như thế. Và bây giờ ông đang tìm người thay thế. Thì đó là chuyện rất là bình thường. Liên quan đến một công ty bán lẻ mà nổi tiếng của Mỹ lâu đời, họ có họ ra đời từ năm 1888 thưa quý vị đó là công ty xia công ty từng một thời là coi như là giấc mơ mỹ từng một thời đại diện cho nước mỹ ai nói xia là cũng biết bán đủ thứ mặt hàng mà bán lẻ thì ngày hôm nay họ đã khai bankruptcy Chapter 11 và họ sẽ đóng thêm 100 năm, khoảng 150 tiệm nữa. Chapter 11 khác Chapter 7. Chapter 7 là có thể bị tịch thu tài sản. Còn chapter 11 là, là khai phá sản, tái cấu trúc lại. Họ làm vậy để không bị tịch thu tài sản. Đó thì công ty này thưa quý vị thực ra người ta cũng dự đoán là cũng, đã, cũng sẽ đến cái ngày tàn thôi mặc dù công ty ra đời trước cả Walmart ra đời trước cả Amazon mà công ty được còn làm chủ luôn cả cái kê mạc nữa đó. nhưng mà bị thất bại vì sao bây giờ nhiều người ta không mua hàng ở trên 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 trên, 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 trên ra tiệm là mua là mua online đặc biệt qua mặt thì cũng bán online mà riêng cái Amazon bán online kinh khủng luôn nhưng mà hôm trước tôi đọc đó thì si họ cho biết một trong những lý do mà họ bị phá sản là bởi vì họ phải trả cái tiền hưu bổng quá nhiều cho nhân viên cái tiền mà full one kê tiền y tế bảo hiểm vân 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 tức là làm trong là bao nhiêu năm đó khi về hưu được hưởng những khoản tiền đó thì chính họ phải trả khoản tiền đó mà họ đi đến chỗ phá sản thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tới